Trong thời điểm hạn hán xâm nhập mặn kéo dài thì khan hiếm nước ngọt là tình trạng diễn ra phổ biến ở hầu hết các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều vùng quê, nước ngọt có giá dao động từ 100 đến 200 nghìn đồng một mét khối. Vì vậy mà không ít người xem rằng đây là cơ hội để đầu tư phương tiện vận chuyển nước, bán kiếm lời. Thế nhưng ở tỉnh Bến Tre đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân bỏ tiền bạc công sức của mình chia sẻ với người dân nghèo ở thời điểm mà nước ngọt được ví là quý như vàng. Điểm lấy nước ngọt miễn phí tại gia đình bà Nguyễn Thị Hường ở xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre đã trở nên quen thuộc với người dân nơi đây. May mắn khoan giếng trúng mạch nước ngọt, bà Hường nghĩ đơn giản đó là lộc trời ban nên cần phải chia sẻ với mọi người. Để chung tay lo cho người dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre đã trao tặng gia đình bà hai bồn chứa nước có dung tích 2.000 lít để bơm nước trữ sẵn giúp người dân thuận tiện trong việc đến lấy nước ngọt về sử dụng. Nước mình để đó cũng không có sử dụng hết thì nó cũng không có lợi ích gì. Thành ra mới chia sớt lại cho mọi người không có người ta xài gì với mình. Hưởng ứng cùng với các đơn vị quân đội hỗ trợ người dân vùng hạn mặn, cựu quân nhân doanh nhân Phùng Tường Nguyên Dũng ở phường Phú Khương, thành phố Bến Tre cũng đã đầu tư hệ thống máy bơm, bồn chứa, máy lọc nước để cấp miễn phí cho bà con. Đến với điểm cấp nước này, người dân vừa được cung ứng nước sinh hoạt, vừa có nước sạch để uống. Trong cái thời buổi dịch bệnh hiện nay nữa, mà nếu uống nước không sạch nữa thì nó trở thành một vấn đề rất là nhức nhối. Thì tôi có cái những người bạn họ nhập những cái thiết bị cái máy lọc nước Aquasana của Mỹ đó. Tiền bạc thì có thể là nhiều ít nó không thành vấn đề, quan trọng là mình làm được cái gì đó nó giúp bà con. Mỗi ngày có đến gần 1.000 người tới lấy nước ngọt tại cơ sở kinh doanh của anh Dũng. Vì vậy, anh phải cắt cử nhân viên và người nhà thay phiên nhau cấp nước cho người dân, ưu tiên cấp trước và hỗ trợ mang vác cho người già, phụ nữ. Bà con cũng biết là ở Bến Tre mình giờ là nước ngọt bây giờ là người ta bán chứ người ta không có cho. Mà đại lý xe Nguyên Dũng đây là mở ra một cái địa điểm phát nước miễn phí này thì bà con rất là đồng tình và rất là mang ơn. Mặc dù giá nước ngọt tăng cao, nhưng ở Bến Tre, người ta cũng không khó để tìm đến các điểm cung cấp nước ngọt miễn phí như thế này. Và những tấm lòng hào hiệp ấy đã phần nào làm dịu đi cơn khát của một bộ phận không nhỏ người dân đang phải tiết kiệm từng giọt nước mỗi ngày.